Xin chào các bạn. Phía trước các bạn đây là Dell Vectro 3671, cái bản Tower hay còn gọi là bản MT các bạn. Đó thì đây là cái thùng máy Dell chạy CPU Core i3, i5 hoặc là i7 thế hệ thứ 8 hoặc là thế hệ thứ 9 các bạn. Đó, ví dụ như bạn thấy ở đây có cái tem i5 9TH nè, bạn Zen nè, tức là đang chạy i5 9004 các bạn. Bạn thấy đây nè, có bạn mô tả đây nè. Thì i5 9004 nó sẽ có 6 core các bạn, xung 2G9 turbo như là 4G2, 4G3 gì đó. Rồi, tuy nhiên cái máy này thì khách hàng đã up thành con CPU i7 các bạn và giảm được một đời, đó là i7 8700K. Khách hàng sử dụng Adobe á, bao gồm Photoshop và AI với lại Lightroom các bạn, và họ mong muốn có một cái xung CPU cao hơn là 3.7 turbo 4.7 với i7 8700K các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ nhìn lên màn hình. Thì đây là cái màn hình ở trên màn hình nè các bạn. DSDAG. Rồi các bạn có thấy nè, Dell Vectro 3671 nè các bạn, Windows 10 Home Single Quick, thì cái bản quyền của Windows là Windows đang ở bản đó, 87K, xung 3G7, 6 CPU của bạn. Thì các bạn thấy đây là cái điểm đầu tiên nè, các bạn sẽ thấy nó mất 6 luồng đi. Đó là cái thứ nhất ha. Và các bạn để ý luôn là CPU nó ghim mãi xung ở 3.68, 3.69 các bạn, không bao giờ nó turbo lên được, nó dừng lại ở mức đó. Và khách sử dụng cái thùng máy này cũng khá là lâu rồi các bạn. Từ khi mà i5 đời thứ 9004 và sau đó thay qua i7 87K thì dùng cũng khoảng thời gian rồi. Hôm nay có nhiều điều kiện hơn, người ta muốn nâng cấp một cái máy thế hệ mới hơn, thế hệ thứ 12, 12, 13 các bạn. Thì mình sẽ tổng quan á, thứ nhất á, là mặc dù là cái máy này lên i7 8700K rồi thì các bạn thấy á, hiện tại là chỉ có 6 CPU giống i5 đời thứ 9 các bạn, 6 core. Thì các bạn thứ nhất á, là kỹ thuật thay cho khách hàng này quên mở HT, tức là Hyper-threading các bạn, nên đây chỉ có 6 thôi. Và cái thứ hai nữa, chút xíu mình sẽ ra BIOS mình xem lại tại sao mà nó chỉ ghim sung ở 3.68, 3.69 mà nó không có turbo lên 4 chấm, 4 chấm mấy được các bạn. Chứ thường thường nếu mà các bạn những cái thao tác cơ bản, ví dụ khi các bạn mở Extreme này kia nọ, CPU nó sẽ nhảy lên 4G, 4G mấy là thường trực luôn đó các bạn. Rồi cái thứ hai nữa, RAM các bạn thấy á, đời thứ 8, thứ 9 á, là RAM phải chạy bus 2666 các bạn. Đó là cái tầng bus RAM của Gen 8, Gen 9. Nhưng mà ở đây các bạn thấy hai thanh RAM 8GB, bus 2004. Thì đây rõ ràng một cái không có tối ưu các bạn. Chạy thì vẫn chạy rất là bình thường luôn. Tuy nhiên đã nâng lên được từ Gen 7 chẳng hạn là bus 2004 lên Gen 8, Gen 9, bus 2666, thì các bạn cố gắng có cái RAM nó tương ứng phù hợp để cái hiệu năng máy nó không có giảm. Các bạn ha, với mình lên tới đây rồi mà tự nhiên nó vướng hai cái đó. Thứ nhất á, là 6 core có 6 luồng mất tiêu. Cái thứ hai nữa là tầng bus RAM nó lại thấp hơn tầng bus basic của một con CPU 87K là đời thứ 8. Hơi hơi tiếc các bạn ha. Chính vậy cái quá trình nâng cấp này nó không có mang lại, gần như là không mang lại lợi ích gì cho khách hàng này luôn các bạn. Rồi ok các bạn ha, để vô màn hình BIOS của Dell 7671 á, thì các bạn sẽ bấm phím F2 khi mà chúng ta vừa bấm nút nguồn các bạn ha, chúng ta nhấp nhấp đợi nó vô cái bảng này. Rồi đây là cái mục System Information, thì các bạn thấy đây là BIOS ở cái phiên bản 1.12.1 nè. Rồi RAM đang là 16GB đang chạy dual channel và bus RAM là 2004, thực sự nhìn vô khá là tiếc luôn các bạn. Nếu mà đây 2666 thì quá đẹp rồi. Rồi tiếp theo nữa bạn có thể kéo xuống dưới bạn xem thêm nè. Rồi ổ cứng 1T nè, DDR5 nè, rồi ổ NVMe 256GB nè các bạn. Rồi HD RapidFit nè, card wireless nữa nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn có thấy ha, các bạn nên lưu ý cái này mình không biết là kỹ thuật quên hay là kỹ thuật không biết luôn các bạn. Theo mình nghĩ là chắc là cũng quên đó các bạn, có thể là vội. Chứ cái này là cái cũng khá là basic căn bản luôn các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ chạy xuống nha. Ở đây mình chia sẻ để khách hàng mình cũng để ý thêm ha, để mình có một cái bộ máy mà nó có cái hiệu năng tương ứng với số tiền bỏ ra trên cái cấu hình mình đang có các bạn nha. Thì các bạn sẽ thấy là đây. Các bạn biết tại sao mà HT nó không được bật không? Bởi vì ban đầu cái máy xuất xưởng á, là con i5, mà i5 á, là nó chỉ có 6 core thôi, nó không có 6 luồng. Chính vì vậy cái mục HT của nó sẽ bị ẩn đi các bạn. Đó. Khi bạn gắn i7 vô thì ở trong BIOS nó sẽ hiện ra và mình có thể check vô được. Đó là cái mà tại sao mà một số máy mà bạn gắn mà không vô BIOS, bạn chỉnh lại hoặc là chúng ta default lại thì nó bị mất HT là như vậy. Rồi ở đây các bạn thấy thứ nhất à, cái mục là Intel Turbo Boost. Intel Turbo Boost là gì? Thí dụ như là bây giờ i7 8700K chẳng hạn, xung là 3.7, mắc turbo là 4.7, thì khi mà chạy gì nặng các bạn ha, CPU nó cần turbo lên thì xung nó sẽ tự đẩy lên các bạn. Đó, mình nói năm nay vậy ha. Đó, mà ở đây các bạn thấy nè, tắt rồi, không có bật thì nó sẽ chạy ở cái mức xung basic thôi các bạn, là 3.7 hoặc 3.6 mấy.
Nên là các bạn phải check vô đây. Một. Cái thứ hai nữa, HT, nó là Hyper Threading Control này các bạn. Thì các bạn thấy không, đang disable nè. Thì 6 luồng nó bị mất luôn các bạn, tức là không có dùng. Chính vì vậy các bạn phải vô đây các bạn, enable lên. Được chưa nè? Đó. Rồi, sau đó chúng ta sẽ chọn apply dưới màn hình này các bạn. Apply. Rồi, save lại. Save không save gì cũng không, cái khúc này các bạn chết không chết cũng được. Rồi, ok. Và sau đó chúng ta sẽ chọn là exit. Rồi, máy sẽ khởi động lại các bạn. Rồi, xì máy đang vô Windows lại các bạn. Mình sẽ mở Task Manager lên. Đây. Đó các bạn thấy không? Vô nó khác liền các bạn. Xung nó chạy lên 4 GB máy liền. Tại vì con đời thứ 8 tính 9 này các bạn thường thường nó chạy trên 4 GB không à. Đó, đây các bạn thấy không? 4 GB 57, 4 GB 52 nè. Đó, bảo các bạn thấy nè, CPU nè 6 core, 12 luồng. Và mấy bạn sẽ vô DXDR dễ thấy lắm các bạn. Đó, đối với những CPU ít core luồng này vô đây mình kiểm tra dễ thấy. Đây các bạn thấy không? Đây, i7 87K, 12 CPU. Đó mới xứng đáng các bạn. Như vậy á, là đối với cái máy này á thì nên tháo 2 gram bớt hàng tư ra các bạn, gắn 2 gram bớt 266V để chạy đôi channel nữa thì rất là phù hợp luôn. Đó. Các bạn thấy không? Đó. Không làm gì đó, nó cũng chạy 4 GB máy thì xung như vậy nó mới xứng đáng các bạn, và cái nâng cấp như vậy nó mới có mới hiệu quả các bạn ha. Coi như là những tháng vừa qua cái khách hàng nâng CPU lên để tốn thêm tiền mà cũng không có mang lại cái hiệu năng gì. Thậm chí có thể nói là nó sẽ giảm hơn so với con i5-9400 mặc định nữa các bạn. Đó thì đó là một số cái lưu ý ha các bạn ha. À, giúp anh chị ở nhà sử dụng máy chúng ta có thể lưu ý thêm về cái này. Rồi ok, sẵn đây mình sẽ mở ra cái thùng máy ra để cho các bạn tham khảo xung quanh bên trong cái thùng máy để coi con 361 nó như thế nào luôn nha. Rồi, đây là phía sau thùng máy nè các bạn, đây Vectro 361. Rồi, những cẩm cống cắm audio nè các bạn. Rồi HDMI nè, VGA nè. USB nè các bạn và lên gigabit. Không có cạc rời các bạn ha. Và đây là vị trí cái nguồn. Rồi thì đầu tiên đây là cái nguồn đeo các bạn. Và cái nguồn đeo này có công suất thực là 290W các bạn. Mắc. Thì cái máy cái nguồn đeo này nó không có đầu nguồn phụ các bạn. Chính vì vậy và với công suất 290W thì các bạn chỉ có thể gắn những cái cạc màn hình không có nguồn phụ nha các bạn. Ví dụ RTX 1650 không nguồn phụ, RTX 1050T5 không nguồn phụ. Rồi quạt RO T600, quạt RO M2000, K2002 vân vân là những cái cạc màn hình không có nguồn phụ nha các bạn. Đây là cái phễu nè các bạn. Và gió dưới nó sốt lên mà nó đưa ra ngoài thông qua cái lỗ này nè các bạn. Đã. Rồi thẻ NVMe sẽ nằm đây, khe cạc hình rời nằm đây các bạn. Có thêm hai khe Ethernet X1 để chúng ta gắn cạc Wi-Fi chẳng hạn hoặc là cạc LAN. Rồi khe PCI đời cũ. Rồi đây là cạc Wi-Fi có tích hợp Bluetooth nữa các bạn. Đó. Kết cấu máy cũng rất là đơn giản ha, và ổ DVD slim ở trên này. DVD thì nó sẽ option có hoặc không, cái này cũng không quá quan trọng ở thời điểm bây giờ các bạn nha. Rồi ok. Như vậy là hai cái nét lưu ý là thứ nhất á là hay bật HT tức là Hyper Threading của CPU là một này các bạn. Cái thứ hai là enable turbo boost, và cái thứ ba nữa chúng ta sẽ chọn RAM có cái tầng bus phù hợp với thế hệ của CPU. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi clip.